Các bạn đã quay trở lại với Channel Invest và Travel Jason. Bên ngoài trời đang mưa và thị trường cũng vừa đóng cửa. Jason muốn chia sẻ cho các bạn một chút kinh nghiệm về thị trường chứng khoán. Có rất nhiều bạn đầu tư lâu năm trong thị trường chứng khoán mà cũng hay nói rằng họ vẫn chưa hiểu về thị trường. Thì bây giờ Jason sẽ chia sẻ cho các bạn những điều này mà mình nghĩ rằng không phải ai cũng biết. Nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại là những cái yếu tố quan trọng giúp cho các bạn đầu tư thành công. Các bạn sẽ không bao giờ hiểu được thị trường chứng khoán là gì. Vì khi các bạn tìm cách hiểu thị trường chứng khoán là lúc đó các bạn đang bắt đầu thua. Vì các bạn hãy nghĩ đi, thị trường chứng khoán không do một ai làm chủ. Thị trường chứng khoán có thể bị thao túng, cổ phiếu có thể bị thao túng lên xuống bất thường. Vì những người có nhiều tiền, những công ty lớn, những nhà băng lớn, họ có thể mua số lượng cổ phiếu nào đó thật là nhiều hoặc là bán ra một số lượng đó thật là lớn. Thì nó khiến cho cổ phiếu lên xuống hoặc là những gì người ta nói có thể ảnh hưởng đến thị trường. Đó là khi người ta muốn thao túng thị trường. Ngoài ra không có ai control thị trường. Thị trường chứng khoán tương tự cũng giống như cái sòng bài, nhưng mà sòng bài là do một người làm chủ hoặc là một cái tập đoàn nào làm chủ. Còn thị trường chứng khoán thì không phải như vậy. Cũng như mình, khi mình trade mình thắng thì sẽ có người thua. Riêng ở nước Mỹ là cũng đến hơn 150 triệu người đang đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thì các bạn nghĩ đi, làm sao các bạn hiểu được tâm lý người ta, khi nào người ta bán, khi nào người ta mua, khi người ta làm xong rồi thì các bạn mới thấy được. Cho nên đừng tìm cách hiểu thị trường mà các bạn hãy tìm những cái strategy, là những cái chiến lược mà giúp các bạn có thể đầu tư thành công. Chẳng hạn như day trade cũng là một cái strategy, là một cái chiến lược. Và swing trade là mua xong rồi để đó, khi nào có lời bán, hoặc là long term là mua dài hạn. Hoặc là các bạn có thể dùng option như là một cái đòn bẩy để các bạn có thể mua cổ phiếu tùy theo ý các bạn. Hoặc là các bạn có thể tùy cơ ứng biến mà trade option. Cho nên hãy dùng strategy, là dùng chiến lược để chiến thắng thị trường. Đừng tìm cách hiểu thị trường, nó không hề quan trọng. Tại vì như mình đã nói, thị trường nó bao la, nó thiên hình vạn trạng, các bạn không thể nào hiểu được. Mà các bạn chẳng cần hiểu khi các bạn có kiến thức về những cái cách trade, những cái lệnh trade, cũng như các bạn hiểu biết về những cổ phiếu mà các bạn đang theo dõi, thì đó là những gì các bạn cần mà thôi. Ok. Còn làm sao để có thể hiểu rõ về những cái cách thức, những chiến lược thì các bạn cần phải học. Jason có thể chia sẻ những kiến thức cũng như những kinh nghiệm của Jason về cách sử dụng những cái chiến lược đó vào thời điểm nào, vân vân. Các bạn có thể vào trong website của Jason để biết thêm chi tiết về những lớp học mà Jason có để giúp các bạn đầu tư thành công. Hoặc các bạn có thể gọi vào số phone trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.